Tôi xin chào đón quý vị và các bạn trở lại kênh Bonsai Tiến Sự. Và tôi đang ở tại nhà bạn Thuận, xã Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Xin gửi lời chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe trong năm mới này. Và đây là một cây xanh đã được trước đây chủ nhân cũ đã đưa lên đá khá là đồ sộ. Về phần phía trên thì các bạn thấy là khi mà chúng ta ngắm cây thì nó có một cái thân này nó chọc vào mặt làm cho chúng ta rất là khó chịu, đúng không ạ? Gọi là cái thân chọc mặt. Bây giờ thì để cho cây chúng ta nuôi sau này nó bóng nó đẹp mà nó hút người xem thì chúng ta cần phải loại bỏ cái điểm này đi, để chúng ta mở sang hai bên giống như chúng ta mở lối vào ấy. Ở đây thì khi mà đến cổng đã có ngay một cái đại bác bắn vào mặt rồi, nên chúng ta rất là khó khăn trong việc xem cây. Bây giờ thì Tiến Sự sẽ cắt cái điểm này đi và sẽ đóng vào đây để cho nó bắt nhịp với lại cây các bạn nhé. Sau khi mà cắt cái chọc mặt này đi thì chúng ta vẫn để một cái tay ở cái vị trí này, hoặc nó giống như một con tử cõng vậy, tử treo các bạn nhé. Tức là nó lái đi, nó không chọc vào mặt được chúng ta nữa. Và chúng ta lại tiếp tục nhấc cái điểm đó sang bên này. Đó. Thì bây giờ thì chúng tôi sẽ cắt cái này đi các bạn nhé. Tôi sẽ quay cho các bạn nhìn xem đúng thực sự giống như các bạn đang ngắm cây vậy. Đây nha các bạn, đấy, đấy, đúng chính diện đây. Chúng ta ngắm thì đầu tiên là đồng chí chọc mặt chúng ta không thể nào vào được. Nếu như nó ở nằm điểm ở bên nào trái màn hình thì tuyệt vời hơn. Nhưng mà bây giờ thì tôi sẽ khắc phục sang đó. Đặt hy vọng ở anh rồi để cho nên anh cứ cắt thoải mái, không phải nó nghĩa là đẹp. Anh chơi nhỉ? Cái này ai xem chả tức mắt. Mày nó cắt cho đứa nhà. Anh viết xuống này. Viết gì đây? Từ từ nhá. Anh về này anh bê đi. Để em đỡ cái dãy này. Đấy nhá. Trong. Từ từ từ, nào bê đi. Bê đi từ từ. Bê đi từ từ. Còn dễ. Tới. Bê luôn đi để em giữ cái dãy. Cứ luôn nó vào đây. Vướng cái gì chứ? Nhìn nó, cắt này đi phát nó mở cây ra. Nó không chọc mặt nữa. Để nó cứ lù lù tức thân hắc.
phía trên. Được, cứ bình tĩnh. Bác Phan cắt không dễ này, còn dễ này không đủ. Nên là để nó dập nhá. Để cái dễ này nó vẫn nuôi sống được. Nuôi sống. Các ông có văng cưa vào đây. Cái bé quá thì cắt cái này. Cắt ngoài này vào. Cắt ngoài này vào. Lùi lên, lùi lên, lùi lên. Nữa lên. Rồi. Những cái này lấy kéo là nhẵn nhụi. Cái này sau này nếu mà cái kia nó ok rồi là có thể cho nó đi. Cái nào? Cái này. À đúng rồi. Sao bỏ đi? Giờ để cho nó hỗ trợ. Vào cắt mất của tôi thì chết thôi. Ủa cái dễ thừa đúng không? Thừa cái này trong cái này mà nó không cắt đi. Đúng là cái dễ thừa thật. Anh à? Hả? Anh... Thôi 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 đi. Cái dây này đừng có cắt cái. Cái gì? Muốn đẩy đít vào tí nữa gì? Muốn đẩy đít vào. Ôi, nhấc ra cửa gạm phát xong, bọn anh bỏ ra. Nó hơi ngược sáng một tí các bạn nhé. Và các bạn thấy là tôi nhấc cái điểm chọc mặt này, đắm vào vị trí này. Và mượn cái rễ này là đảm bảo các bạn nhé. Còn nếu không có rễ này chúng ta chùm cái bóng kín vẫn là ok. Bây giờ sẽ khoan chốt vào các bạn nhé, xong đó ủ sơ dừa vào. Không may hết cả. Đấy các bạn, nó vừa có một cái rễ rất là to ở chỗ này. Nó chống xuống vào cái cổ ngọn. Đó, nó chống xuống làm cái cổ ngọn, nó làm cho nó không thoát ra được mà nó không bóc tách ra được. Nên là tôi cắt nó đi các bạn nhé, cắt nó đi. Cắt nó đi, sau này tôi sẽ ghép một con tử ở vế đằng này.
thổi đi mới quét nữa. Quẩn tờ đồ bèo quá thật. Đây sau thiết kế, đây có một bông các bạn. Đây có một bông và một xíu ở chỗ này nữa. Và đây những cái mảng rễ nó thả xuống thì thực sự đã cắt đi, tạo ra cái điểm nghệ thuật. Đó. Còn cái chỗ mà cái mảng trong mặt này thì đã được ghép ra đây. Sau đó thì cắt rồi thì chúng ta ủ sơ dừa. Ủ sơ dừa mới lại kích rễ các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta ủ đậy túi bóng này. Rồi đậy các cái vải dày lên để cho nó ấm. Ấm và cũng là nó đè xuống những cái rễ nó ra các bạn nhé. Và đây là cái rễ mà chúng ta mượn vào là ok. Mượn vào các bạn nhé. Đây các bạn là đang cây mà có những cái rễ thì các bạn cứ để nguyên nhé, để nguyên. Các bạn mà dọn đi là có không có dữ liệu nữa, cứ để nguyên. Ok, bây giờ thì các bạn nhìn cây, ngắm vào cái cây nó không bị bức, nó không bị chọc mặt. Và nó làm cho chúng ta muốn đứng ngắm xem. Rồi. Rất là bệ, rất là khủng. Cái này thì tôi bảo với chủ nhân là hạ thấp xuống, nhưng mà lúc này thì nó chưa có thuận tiện được các bạn nhé. Thì chúng ta cứ làm phần này đi. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video và xin cảm ơn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Các bạn đang theo dõi từ kênh Bonsai Tiến Sự, xin chân thành cảm ơn. Và đừng quên đăng ký các bạn mới nhé. Đăng ký kênh để các bạn không tiếp tục đồng hành theo dõi Tiến Sự làm có những cái nhát cắt, có những cái chuyển đổi dáng thế, hoặc là những cái bệ đá vân vân. Có rất là nhiều những video để phục vụ quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.